Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Theo thông tin ban đầu, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đối tượng Phạm Ngọc Tiên sinh năm 1994, ngụ xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi bị truy nã đặc biệt về các tội giết người và làm nhục người khác điều tra cho biết Tiên vốn kinh doanh hoạt động karaoke ở tỉnh Bình Dương. Đầu năm 2021, Tiên về Quảng Ngãi mở cơ sở karaoke Hoàng Gia, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa và tổ chức tuyển nhiều nhân viên nữ, phần lớn là trẻ vị thành niên, nữ thanh niên trẻ, từ tỉnh Bình Dương về phục vụ cho quá trình hoạt động. Đến tháng 3 đầu tháng 4 năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Tư Nghĩa nhận được thông tin cầu cứu của một số người dân về việc con em mình bị bắt nhốt làm việc trong quán karaoke Hoàng Gia. Qua kiểm tra cơ sở karaoke Hoàng Gia, công an thu giữ nhiều phương tiện dùng để tra tấn các nhân viên, ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ, tiên cùng đồng bọn trong đó có Phạm Công Đạt dụ dỗ lừa các em gái ở những huyện miền núi vùng cao Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung đưa về quán ép làm tiếp viên. Tất cả tiền của khách trả phục vụ, các nữ nhân viên đều bị tiền thu hết, trả công các nhân viên rất nhỏ giọt rẻ mạt. Nhân viên nào không chịu chiều khách thì bị tiên và đạt đe dọa đánh đập bỏ đói, chúng còn dọa đưa hình ảnh thông tin nhạy cảm của các cô gái đến người thân hoặc đưa lên mạng xã hội nên nhiều người rất sợ hãi. Thời điểm kiểm tra công an phát hiện và giải cứu 8 nhân viên nữ bị nhốt trong phòng, trên da còn nhiều vết thương mới, các em bị hành hạ bằng những đòn tra tấn dã man như thời trung cổ lột quần áo, trích điện, dùng dao chém, gậy vụt nhốt và lồng sắt. Sau khi thực hiện các hành vi tàn ác dã man, Tiên cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương. Đầu tháng 3 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Công an xã Đông Thạnh và Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Tiên khi đang lẩn trốn tại một nhà xưởng ở xã Đông Thạnh. Đối tượng được di lý về Quảng Ngãi để phục vụ điều tra xử lý. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Linh Đoan, sinh năm 1994, quê Quảng Nam, đồng thời tạm giữ đối với Trần Quang Triệu, sinh năm 1993, quê Bình Định, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đây là hai đối tượng tham gia nhóm cướp tiệm vàng ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, vào trưa hôm 3 tháng 3, cướp đi một số lượng lớn vàng. Theo cơ quan công an, sau khi xảy ra vụ cướp, lực lượng chức năng đã phối hợp tiến hành khám nghiệm truy xét các đối tượng gây án, qua đó nhận định nhóm cướp có 4 thanh niên sử dụng súng để uy hiếp chủ tiệm vàng cướp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 30 giờ đồng hồ gây án, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Linh Đoan khi đang lẫn trốn tại một nhà nghỉ ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp đó, Cơ quan công an cũng đã xác định được đối tượng Trần Quang Triệu là đồng phạm tham gia cướp nên vận động đầu thú. Đến ngày 6 tháng 3, Triệu đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương xin được đầu thú, khai nhận hành vi cướp tài sản của mình và đồng bọn. Quá trình điều tra cơ quan công an cũng đã bắt giữ đối với Nguyễn Văn Thịnh sinh năm 1995, quê bà Rịa Vũng Tàu do đã giúp nhóm này tiêu thụ số vàng đi cướp theo lời khai ban đầu các nghi phạm khai tham gia các hội nhóm vỡ nợ làm liệu trên mạng xã hội rồi kết nối bằng bạc với nhau đi cướp tiệm vàng các đối tượng trên đã giao nộp một số lượng lớn tan vật đã chiếm đoạt được về hai đồng phạm trong vụ cướp còn lại hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã xác định được hiện đang tổ chức truy bắt công an cũng đề nghị các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật Trước đó, nhóm 4 đối tượng trên đi xe máy bất ngờ xông vào tiệm vàng Bích Quý, thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng. Các đối tượng dùng một vật giống súng đe dọa cướp đi số lượng lớn vàng. Khi thực hiện cướp, các đối tượng làm rất nhanh. Chọn tủ có nhiều vàng và trọng lượng lớn, ước chừng số vàng bị cướp trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng. Ngay sau khi gây án, nhóm người đã lên hai xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường người của tiệm vàng và người dân xung quanh tri hô, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Theo quy nhận, các đối tượng đều mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm, che kính mặt. Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, thông tin ban đầu vào khoảng 18 giờ 0 phút ngày 9 tháng 3 năm 2024, kho tạm giữ xe mô tô vi phạm hành chính, xe tăng vật của Công an huyện Tánh Linh bốc cháy dữ dội. Ngay khi phát hiện cháy, công an huyện Tánh Linh đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và người dân gần đó tham gia chữa cháy, đồng thời báo cáo ngay cho công an tỉnh để điều động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Đức Linh, đóng quân cách công an huyện Tánh Linh gần 10 km lập tức đến hiện trường tập trung chữa cháy và tiếp tục huy động thêm phương tiện của đội chữa cháy trung tâm Phan Thiết lên hỗ trợ chữa cháy. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. Hình ảnh từ người dân quay lại cho thấy ngọn lửa bùng phát nhanh, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao, người dân hiếu kỳ đứng xem bên ngoài đường rất đông, nhiều người còn live stream lên mạng xã hội. Đám cháy dữ dội, gió đẩy cột khói đen bốc cao hơn 20 mét, tỏa ra cả khu vực, đường dây điện kế, hàng rào cũng bị cháy lan. Thời điểm đó, lửa càng lúc càng bắt mạnh đỏ rực trong đêm, kèm tiếng nổ, nhiều người đi đường phải dừng xe để đảm bảo an toàn. Một người dân địa phương nói, lửa cháy lớn quá, ô tô không dám chạy qua. Đến 18 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Bước đầu xác định khoảng 200 xe mô tô là tang vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Hiện Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan đến ngay Công an huyện Tánh Linh để phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường xác minh, làm rõ nguyên nhân và xác định thiệt hại do vụ cháy gây ra. Trước đó, ngày 5 tháng 3, một vụ hỏa hoạn cũng xảy ra tại bãi xe trên đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Theo người dân, ngọn lửa bốc lên từ bãi giữ xe. Nhiều nhân viên trông giữ xe cùng người dân dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng không thành. Ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm cả bãi giữ xe và phát ra nhiều tiếng nổ. Nhiều người vội di rời các xe máy và xe ô tô đi nơi khác để tránh cháy lan. Sau khoảng một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy. Vụ hỏa hoạn khiến một người bị bỏng nhẹ, hai xe ô tô bị thiêu rụi hư hỏng, hai xe máy bị cháy lan mới đây công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra vụ cháy tại kho xe tang vật tại khuôn viên trụ sở công an huyện Tánh Linh vào chiều tối ngày 9 tháng 3. Theo thông tin ban đầu, có khoảng hơn 200 mô tô là tang vật vi phạm hành chính cất giữ trong kho xe tang vật đã bị thiêu rụi. Đại tá Lê Thành Hùng, phó giám đốc công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ vụ cháy lớn tại kho xe tang vật. Sau vụ cháy, vấn đề được rất nhiều người quan tâm đó là ai sẽ phải có trách nhiệm bồi thường cho chủ sở hữu có xe vi phạm bị cháy. Về vấn đề này, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình tạm giữ phương tiện để giải quyết theo các thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp thì cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo quản, quản lý, đảm bảo an toàn đối với các phương tiện này. Nếu để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ quan chức năng thuê kho bãi tạm giữ phương tiện thì người trong giữ có trách nhiệm bảo quản, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ phải xác định làm rõ nguyên nhân vụ cháy là do chủ quan hay khách quan. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy đã có người phá hoại có chủ đích đốt bãi xe thì sẽ khởi tố người này về tội hủy hoại tài sản theo điều 178 Bộ luật hình sự. Đồng thời Người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hình sự, gây thiệt hại đến tài sản có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho các cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật." Theo luật sư Cường, trường hợp kết quả xác minh cho thấy không có người đốt cố ý làm hư hỏng tài sản nhưng đã có hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy vô ý gây thiệt hại đến tài sản, thì người vi phạm quy định này cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh tương ứng và có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Trường hợp vụ việc không có dấu hiệu cấu thành tội phạm không có lỗi của các chủ thể có liên quan, thì vấn đề bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự liên quan đến hợp đồng gửi giữ tài sản. Bên giữa tài sản có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại. Nếu có bảo hiểm cháy nổ, thì cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường theo nội dung hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. Thông thường, các cơ quan chức năng sẽ ký hợp đồng để thuê bên thứ ba trong giữ phương tiện, bảo quản phương tiện trong quá trình chờ xử lý. Khi đó, trách nhiệm pháp lý cũng sẽ được xem xét trên cơ sở hợp đồng gửi giữ này, theo quy định của pháp luật về dân sự. Tuy nhiên, để có căn cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ cháy này, chủ sở hữu xe cần có biên bản tạm giữ xe vi phạm, tình trạng xe, đời xe để xác định giá trị tài sản bị thiệt hại. Trường hợp không thỏa thuận được về mức bồi thường thì người bị thiệt hại có thể khởi kiện ra tòa án giải quyết theo luật định. Vấn đề mấu chốt trong vụ cháy bãi giữ xe vi phạm hành chính để xác định chính xác ai là người có trách nhiệm trực tiếp bồi thường thì phải căn cứ vào việc chủ xe có mua bảo hiểm xe hay không, mua loại nào và nguyên nhân gây ra vụ cháy.